Năm 2023, Hưng Yên có 19 doanh nghiệp triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ mục đích tự dùng, không phát lên lưới của ngành điện, gồm 32 hệ thống với tổng công suất các tấm pin là 28,8 MW. Qua rà soát trên địa bàn tỉnh có 413 tổ chức cá nhân, gồm 50 tổ chức doanh nghiệp và 363 hộ gia đình đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 56,8 MW. Việc đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người dân, như giúp giảm chi phí tiền điện tương ứng với sản lượng điện sinh ra, cung cấp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nhu cầu sinh hoạt của người dân, giảm phát thải khí carbon, sản lượng điện dư thừa phát lên lưới bán cho ngành điện.